Cái này không thể không biết. Đây đều là thứ gây chứng ngại vãng sanh. Lúc A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn, bạn vẫn còn oán hận, còn có tham ái, chưa buông bỏ được, Phật sẽ đi mất. Phật không chờ bạn đâu. Chân thật muốn vãng sanh, bây giờ phải buông ngay. Bạn còn đợi đến lúc nào nữa? Bạn còn muốn chờ đến ngày mai sao? Ngày mai rồi, lại ngày mai nữa, đến lúc mạng chung vẫn chưa buông được. Bạn liền để buộc mất cơ hội lần này. Thế thì đáng tiếc biết mấy. Cho nên sự việc này không thể chờ đợi. Phải mau chóng nắm lấy. Ở đời đừng nên nghĩ cho mình, chính mình mọi chuyện tùy duyên là được rồi. Tùy hỷ công đức. Nói cái gì cũng tốt, làm cái gì cũng tốt. Quyết định đừng để trong tâm. Trong tâm ta chỉ có mỗi một câu A-di-đà Phật mà thôi. Học theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng, niệm Phật đến cùng, một mực niệm xuyên suốt. Tôi là cả đời không xem báo chí, không xem truyền hình, không có điện thoại. Người ta tặng điện thoại cho tôi đều bỏ hết. Đó là gì vậy? Đó là ma, không phải là thứ tốt, làm cho bạn ngày đêm không yên. Cổ nhân nói rất hay, biết nhiều chuyện thì phiền não nhiều. Quý vị ngày ngày xem những thứ này, quý vị làm sao mà không sanh phiền não được? Quý vị làm sao mà có thể đắc được chánh định tụ? Tất cả đều cự tuyệt không xem nữa. Tôi ngày ngày xem kinh Phật, ngoài kinh Phật ra không xem gì khác. Như vậy tâm mới có thể định lại được, không bị truyền nhiễm. Nếu như ngày ngày xem những thứ đó, tiếp xúc với những thứ đó, thì quý vị bị loạn lâu rồi. Chẳng những không thể giảng sanh, ngay cả kinh điển giáo nghĩa cũng không hiểu, xem cũng không hiểu. Vì sao vậy? Nhân tâm loạn rồi, tâm cung kính không còn nữa. Không có tâm cung kính, tuy có nghe giảng, tuy có đọc kinh, cũng rất khó đạt được lợi ích. Tâm họ để đâu đâu, họ không thể tiếp thu. Cho dù có niệm Phật một tràng hạt 108 tiếng danh hiệu Phật, họ cũng niệm không nổi. Họ niệm mấy tiếng liền quên mất, lại nghĩ những thứ khác. Một tràng hạt cũng niệm không xong, thì một ngày làm sao mà niệm được mấy vạn tiếng? Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ lúc giảng sanh nửa năm đó, ông nói với tôi, ông mỗi ngày niệm 140.000 tiếng danh hiệu Phật. Đó là gì? Chánh định tụ. Niệm Phật đạt đỉnh điểm rồi, những tạp niệm đều niệm đi hết. Chúng ta dùng phương pháp truy đỉnh niệm Phật, câu này tiếp nối câu kia. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ trước khi giảng sanh nửa năm là 6 tháng, Ngài nói với tôi, Ngài buông xả tất cả rồi, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Mỗi ngày niệm 14 vạn tiếng Phật hiệu. 14 vạn tiếng niệm như thế nào vậy? A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, câu này tiếp nối câu kia. Tôi từng làm thí nghiệm. Mười phút
niệm 1000 tiếng. Hai mươi phút có thể niệm hơn 2000 tiếng. Một giờ niệm 6000 tiếng. Phật hiệu. 10 giờ thì 6000 tiếng Phật hiệu. 20 giờ là 12000 tiếng Phật hiệu. Nếu như nhanh hơn một chút nữa thì 20 giờ là đủ rồi. 20 giờ là có thể niệm được 14000 tiếng. Người già thời gian nghỉ ngơi là 4 giờ. 24 giờ thì 4 giờ ngủ là đủ rồi. Thời gian còn lại đều đang niệm Phật, dốc sức niệm Phật. Có cần như vậy không? Là làm cho chúng ta xem. Hai mươi giờ niệm 14000 tiếng, không được có vọng tưởng xen vào trong đó. Vọng tưởng không thể vào được. Không có tạp niệm, không có vọng tưởng thì nửa năm giảng sanh, ông cũng là đang biểu pháp. Biểu pháp cho chúng ta xem. Niệm 1000 câu Phật hiệu, 1000 tiếng mất khoảng 2 tiếng. Phải chuyên chú để Phật hiệu đừng bị gián đoạn. Phải chuyên tâm vào để Phật hiệu đừng bị sáng tạp. Trong lúc niệm A-di-đà Phật không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Lúc niệm Phật hãy nghe kinh. Tốt nhất là nên tắt điện thoại đi, để không có ai làm phiền bạn. Vừa có người gọi đến, công phu liền gián đoạn, coi như phá công phu rồi. Khó, rất khó. Thật có hằng tâm, có quyết tâm là làm được thôi, không phải không làm được. Nhưng những chứng duyên này bạn không được sơ suất bỏ qua. Nó quả thật sẽ lôi bạn trở lại vòng lục đạo luân hồi, không cho bạn vãng sanh. Rất đáng sợ. Rất nhiều người tin, nhưng trong cái tin ấy lại mang theo cả sự hoài nghi. Tất cả đại chúng tu học tịnh độ, lão sư Lý thường nói, năm đó khi thầy còn sống, chúng tôi thường nghe thầy nói, liên hộ của liên xã Đài Trung, lúc thầy vãng sanh, tôi nghe nói liên hộ Đài Trung đại khái có khoảng 50 vạn người. Nhưng chân thật vãng sanh, thầy bảo trong 1 vạn người đại khái chỉ khoảng 3 đến 5 người vãng sanh. Những người còn lại không được vãng sanh. Nguyên nhân do đâu? Bởi do tính. Trong tính lại xen vào ghi. Đến lúc lâm chung có thể sinh ra chứng ngại, làm bạn không thể vãng sanh. Không được có nghi ngờ trong đó. Nguyện, nguyện sanh tịnh độ, nhưng ở cõi này vẫn còn
vương vấn vài mối thân tình, chưa chịu buông bỏ, nên cũng không thể vãng sanh. Đó đều là do thế nào vậy? Đều là do thiếu trí huệ. Chân thật có trí huệ sẽ buông xả tất cả, không hề hoài nghi. Thật có hoài nghi, bản thân không được e ngại, không được giấu giếm, nhất định phải đoạn nghi sanh tính. Dùng phương pháp gì để đoạn nghi đây? Dùng đọc kinh. Đọc kinh có thể giúp bạn đoạn nghi sanh tính. Một ngày nếu như có thể đọc 10 tiếng đồng hồ, niệm khoảng 3 năm, nghi liền đoạn dứt. Không có công phu của 10 tiếng đồng hồ đó thì không được. Nghi hoặc của bạn không trừ được. Nghiệp chướng, tập khí, tội nghiệp, oan gia trái chủ đều là trở ngại của bạn. Cho nên bạn nhất định phải buông xả triệt để. Chiếc địa của Hải Hiền Lão Hòa Thượng sẽ khởi được tác dụng rất lớn. Vấn đề ở chỗ bạn có thể làm hay không? Nghe kinh nhưng không thể nhiếp tâm, vẫn còn vọng tưởng, còn tạp niệm, không thể chuyên tâm. Thế thì nghe kinh không thể sanh công đức. Niệm Phật niệm vài tiếng là tâm chạy đi đâu mất rồi, liền nghĩ đâu đâu rồi, không thể chuyên tâm. Đây đều là chướng ngại hiện tiền, đều là những biểu hiện không thể vãng sanh. Nhất định không được lơ là bỏ qua. Người không có tâm từ bi không thể vãng sanh. Vì sao? Vì trong tâm Bồ Đề có lòng từ bi. Người không có tâm từ bi nghĩa là chưa phát tâm Bồ Đề. Niệm Phật không thể vãng sanh. Cái này kinh giảng rất rõ. Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Bạn không phát tâm Bồ Đề mà chỉ có nhất hướng chuyên niệm thì không thể vãng sanh. Kinh văn tuyệt đối không được coi sơ sài qua loa ý nghĩa của nó. Thế Tôn trong kinh nói rất rõ ràng, bản thân chúng ta đại qua loa, đại khái bỏ qua mất rồi, không chú ý đến, cho rằng chỉ cần niệm A-di-đà Phật là được. Bạn cứ nhìn Hải Hiền Lão Hòa Thượng mà xem, Ngài có lòng từ bi không? Chân thành, thanh tịnh, từ bi, Ngài đều có đủ. Tịnh Tông Học Hội chúng ta đề xướng chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là từ thọ dụng, từ bi là tha thọ dụng. Dùng 10 chữ để mô tả tâm Bồ Đề, chúng ta phải ghi nhớ, đó là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây gọi là phát tâm Bồ Đề, người này sẽ được vãng sanh. Không phát tâm Bồ Đề không thể vãng sanh. Nhớ lấy, trên kinh có nói phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Không có tâm Bồ Đề mà chỉ nhất hướng chuyên niệm, chỉ dư kết pháp duyên với Tịnh Tông, để chủng tử tịnh độ rớt vào A Lại Gia, nhưng đời này không thể vãng sanh. Tuyệt đối không được coi thường, lơ là qua huyết. Không phải do Phật thuyết kinh qua loa đại khái
cũng không phải. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ chú giải Qua Loa Đại Khái là do bản thân chúng ta quá sơ suất. Nhất định phải yêu thương, bảo hộ người khác, phải quan tâm, chăm sóc người khác. Đừng đối nghịch với người ta, làm kẻ đối đầu, đó hoàn toàn sai rồi. Oan thân trái chủ là do trước kia chưa học Phật nên kết oán với người ta, bây giờ cũng hết cách. Bây giờ học Phật, phát tâm Bồ Đề, lấy công đức tu hành của chính mình, đều nên hồi hướng cho oan gia trái chủ. Mong có thể hóa giải mối ân oán này. Bên họ không chịu hóa giải, còn bên chúng ta hóa giải rồi. Cái này không thể không biết. Đây đều là thứ gây chứng ngại vãng sanh. Lúc A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn, bạn vẫn còn oán hận, còn có tham ái, chưa buông bỏ được, Phật sẽ đi mất. Phật không chờ bạn đâu. Chân thật muốn vãng sanh, bây giờ phải buông ngay. Bạn còn đợi đến lúc nào nữa? Bạn còn muốn chờ đến ngày mai sao? Ngày mai rồi, lại ngày mai nữa, đến lúc mạng chung vẫn chưa buông được. Bạn liền để vụt mất cơ hội lần này. Thế thì đáng tiếc biết mấy. Cho nên sự việc này không thể chờ đợi, phải mau chóng nắm lấy. Ở đời đừng nên nghĩ cho mình, chính mình mọi chuyện tùy duyên là được rồi. Tùy hỷ công đức, nói cái gì cũng tốt, làm cái gì cũng tốt. Quyết định đừng để trong tâm. Trong tâm ta chỉ có mỗi một câu A-di-đà Phật mà thôi. Học theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng, niệm Phật đến cùng, một mực niệm xuyên suốt. Cái này không thể không biết. Đây đều là thứ gây chứng ngại vãng sanh. Lúc A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn, bạn vẫn còn oán hận, còn có tham ái, chưa buông bỏ được, Phật sẽ đi mất. Phật không chờ bạn đâu. Chân thật muốn vãng sanh, bây giờ phải buông ngay. Bạn còn đợi đến lúc nào nữa? Bạn còn muốn chờ đến ngày mai sao? Ngày mai rồi, lại ngày mai nữa, đến lúc mạng chung vẫn chưa buông được. Bạn liền để vụt mất cơ hội lần này. Thế thì đáng tiếc biết mấy. Cho nên sự việc này không thể chờ đợi, phải mau chóng nắm lấy. Ở đời đừng nên nghĩ cho mình, chính mình mọi chuyện tùy duyên là được rồi. Tùy hỷ công đức, nói cái gì cũng tốt, làm cái gì cũng tốt. Quyết định đừng để trong tâm. Trong tâm ta chỉ có mỗi một câu A-di-đà Phật mà thôi. Học theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng, niệm Phật đến cùng, một mực niệm xuyên suốt.